Hey, mọi người, vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của Samurai Chẳng và mình là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một chủ đề, đó là mẫu cấu trúc ngữ pháp mà sử dụng ở trong giao tiếp hội thoại tiếng Nhật rất quan trọng. Mặc dù mình nghĩ là cái mẫu này chúng ta đã học từ rất là lâu rồi và có thể đối với cả các bạn nó rất là quan trọng. Tuy nhiên, trong cái thời gian mà cái hồi mới qua Nhật ấy, sau khi bước chân sang Nhật, lúc đấy thì tiếng Nhật nó cũng bình thường thôi. Gọi là vẫn chưa nói nhuần nhuyễn, có một số từ vựng rất là khó, nghe cũng không hiểu, mà khi mà nói ra làm thế nào mà để nói ra cho đối phương người ta hiểu mình cũng không biết. Thế thì sau cái thời gian đó mình đã rút ra một điều, đó là hóa ra cái mẫu cấu trúc này nó sử dụng rất là nhiều vào giao tiếp hội thoại tiếng Nhật, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đó là bổ nghĩa cho danh từ. Cái này mình nhớ không nhầm nó là bài bao nhiêu nhỉ? Bài 21 hay bài 22 ở trong giáo trình Minna quyển 1 ấy. Rồi, thế thì cái này ở trong tiếng Nhật tên riêng của nó đó là meshi shushoku. Meshi shushoku tức là bổ nghĩa cho danh từ. Tại sao mẫu cấu trúc này nó lại rất là quan trọng ở trong giao tiếp hội thoại tiếng Nhật? Các bạn có biết không? Khi mà chúng ta muốn hỏi đối phương, mà nói cụ thể luôn nhá, đối phương ở đây là người Nhật chứ còn gì. Khi mà muốn hỏi đối phương là trong trường hợp đấy tôi nên nói như thế nào, hoặc là trong cái trường hợp cái từ đấy ấy, nó gọi là cái từ gì, hay là cái cách nói đấy nó là cái cách nói gì, đúng không? Ngay ở trong bản thân tiếng Việt khi mà mình nói ra câu này các bạn cũng thấy rồi, đúng không ạ? Có danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đằng trước. Từ đấy nó như thế nào và nó được sử dụng ở trong trường hợp như thế nào. Mình ví dụ điển hình cái máy bán hàng tự động đi. Cái đấy nó là Jido Hanbaiki. Ngoài ra người Nhật người ta còn có một cách nói nữa, đó là Jihanki. Jihanki wa nan desu ka? Đấy là một cách nói này. Nhưng mà trong trường hợp các bạn nhìn hiện vật và không biết cái này nói trong tiếng Nhật thế nào thì chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Kore wa nan tuyu kikai desu ka? Kore wa nan tuyu kikai desu ka? Đây là cái máy được gọi là gì vậy? Đây là cái máy mà được gọi là gì vậy? Một ví dụ rất là điển hình, cái hồi mà mình mới qua Nhật, ngày thứ nhất hay ngày thứ hai mình không nhớ, ngày thứ hai bước chân tới Nhật, bọn mình đã phải đi đăng ký thẻ ngoại kiều ấy, Gaikokujin Torokusho. Thì cái nơi mà để đăng ký thẻ ngoại kiều nó là Shiakusho. Mình đi một lần với cả giáo viên, xong rồi tự nhiên hôm đấy tiên ngáo ngáo nào mình lại quên xử mất cái từ Shiakusho. Lúc đấy mình vẫn nhớ nhìn cái câu mình hỏi giáo viên là cái nơi mà hôm qua đi đăng ký cái thẻ ngoại kiều đó nó gọi là cái nơi gì ấy nhỉ? Kino gaikokujin torokusho shi ni itta tokoro wa nan tiu tokoro desu ka? Thì lúc đó giáo viên mới nói là sore wa shiakusho desu. Shiakusho desu. Đó, các bạn thấy không? Còn rất là nhiều trường hợp nữa cơ. Rồi là ngay kể cả cái ga mà có cái shiakusho ở nơi mà mình đi đăng ký thẻ ngoại kiều, đăng ký địa chỉ lần đầu tiên đấy, lúc đấy mình cũng sử dụng cái bổ nghĩa danh từ để hỏi cơ. Kino itta eki wa nan tiu eki desu ka? Cái ga mà hôm qua chúng ta đã đi ấy, nó gọi là ga gì ấy nhỉ? Có thể nói là cái bổ nghĩa cho danh từ này ấy, các bạn không biết thì thôi, nó phải đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp tiếng Nhật. Kể cả khi mà chúng ta muốn chia sẻ cho bạn bè quốc tế hay là người Nhật về văn hóa hay là nhiều thứ hay ho của đất nước Việt Nam của mình cũng vậy. Ví dụ mình bảo là xe ôm là một cái phương tiện để vận chuyển người đi lại. Bình thường người Nhật đi taxi, nhưng mà ở Việt Nam của chúng tôi thì có cả xe máy để di chuyển. Thì cái dịch vụ đó nó gọi là xe ôm. Nói thế thôi chứ mình toàn gọi là ôm bài cự. Tóm lại, đấy thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là cái bổ nghĩa cho danh từ này nó rất là quan trọng luôn. Có thể nói là nó cũng đóng vai trò tầm 70-80% trong giao tiếp hội thoại tiếng Nhật. Được rồi, cái con số cụ thể mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà trong giao tiếp hội thoại tiếng Nhật, kể cả bây giờ trong công việc của mình cũng vậy, một ngày có khi mở mồm nói tiếng Nhật ấy, mình cũng phải sự 10 lần thì mình phải nói đến 5-6 lần liền về cái bổ nghĩa danh từ này. Qua video ngày hôm nay, mình hy vọng rằng là chúng ta hãy, nếu bạn nào mà chưa chắc kiến thức ấy, chúng ta hãy dở cái quyển Minna 1 ra, bài 21 hay bài 22 mình cũng không nhớ được. Các bạn hãy ôn lại cẩn thận cho mình. Thứ nhất là cái cách sử dụng bổ nghĩa cho danh từ như thế nào và làm quen nó bằng cách đó là gì. Trước tiên là các bạn hãy viết cái câu tiếng Việt mà các bạn định nói ra, cái mà chấm. Chúng ta viết ra, chúng ta dịch nó sang tiếng Nhật đã, rồi chúng ta mới luyện nói. Sau khi mà đã quen rồi, chúng ta nhìn câu tiếng Việt và chúng ta phản xạ nghĩa trong đầu nói ra câu tiếng Nhật đó luôn. Thì đó là một tip mình cũng nghĩ là nó cũng rất là hữu ích. Hy vọng rằng là qua video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video hay và cảm thấy quý mình thì đừng quên để lại một like và subscribe cho channel Samurai Chẳng của mình nha. Cố gắng năm nay mình sẽ đạt 100 subs. Quên mất là nếu các bạn nào đang quan tâm tới khóa Kaiwa trực tuyến 1-1 với giáo viên Nhật thì đừng ngần ngại gì, hãy inbox ngay lập tức về page cho mình để mình tư vấn chi tiết cho nhé. Hiện nay là các cô đang rất là hot, có rất là nhiều cô, đều là những cô trẻ, đẹp và có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy Kaiwa. Thế nên là nhanh tay thôi, không có hết chỗ đâu các bạn ạ, bởi vì là khóa này rất là hot. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Hãy biết rằng không dịch sự của xe chỗ, đúng không? Để tôi đến sắp. Chào nè. Nhớ like và subscribe channel Samurai Chẳng của mình nhé.